to cross this world and into that unconscious state, you will vividly be present in everything you see. Closer and closer you go. Cô dì chú bác, hai họ cùng anh em bạn bè thân thiết của hai em. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình đàn trai chúng tôi có chuẩn bị mấy mâm lễ vật để trình lên đàn gái. Đàn gái chấp nhận để cho gia đình chúng tôi rước dâu về để làm dâu trong gia đình và làm vợ của Duy Phúc, mời họ nhà gái để làm lễ để tới giờ lành xin được rước dâu về. I know it's gonna happen. These dreams they are all chasing. Don't stop, you got to keep racing. Oh, so come on, dare to be a dreamer. Dare to be a dreamer. Thì trước khi anh về thỉnh họ rước dâu thì bây giờ cũng cầu chúc cho hai họ sống được kết nghĩa cho bạn mình bình an và trăm năm hạnh phúc, làm ăn phấn chấn dồi dào, tấn tài tấn lợi tấn bình an, hạnh phúc vinh quang và giàu sang phú quý, cũng như thỉnh của quyền thất tổ ông bà nội ngoại đôi bên, cũng như bên chồng bên vợ là cũng như là giúp che cho đỡ cho các con các cháu được đầu óc sáng suốt mẫn và xả tác hoàn căn tiêu trừ thật bệnh mua may bán đắt và làm gì được nấy. Rồi cầu chúc cho cô dâu chú rể được sống được trăm năm hạnh phúc. Đó là đề nghị của nhà đã hết. Cho chàng có tay luôn.